Si Chen chả nói gì với em hết. Em hỏi Si Chen mới trả lời thôi. Còn nếu mà không hỏi thì Si Chen không trả lời luôn. Đấy, buồn lắm. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Xin chào các khán giả của Rap Việt, mình tên là Sadi và hiện tại mình đang có mặt tại vòng bứt phá Rap Việt mùa 2. Hello. À, bảng đấu lần này của mình thấy là hầu hết toàn là các bạn mà mình đã chơi từ rất lâu rồi. Nói chung là đây là một trận đấu mà gọi là tàn sát anh em luôn. Thật sự rất là khốc liệt. Bài vì mình nghe hết bài mọi người rồi, bài ai cũng hay. Rất là áp lực. Bây giờ trong mình rất là áp lực luôn. Ở vòng 3 này thì cũng có áp lực nhưng mà thực sự là không nhiều bằng việc là đứng cùng với cả đối thủ trên sân khấu. Đứng một mình solo thì không sao, nhưng mà đứng với cả đối thủ trên sân một đối thủ mạnh trên sân khấu thì mới là sự áp lực căng thẳng nhất. Thực ra là anh Karik chả nói gì cả. Anh Karik chỉ bảo em là nên giảm cân đi thôi. Chỉ bảo mình là nên giảm cân đi. Không giảm cân là không bứt phá được đâu. Anh ấy chỉ quan tâm tới cân nặng của mình thôi. Đón xem siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần, chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Thực ra màu nhạc lần này Sidey một hướng tới đó chính là một màu nhạc rất là chiến. Nghe phát bảo ủa ơi, cô bé này rất là cá tính. Rất là chiến, chỉ có dùng được đúng một từ đó chính là chiến. Sự bứt phá đầu tiên em có đó chính là ngoại hình. Đó, mọi người có thể thấy mình đã gầy rất là nhiều. Cái thứ hai đó chính là về bài nhạc của mình thì mình bứt phá. Ở đây là không phải là bứt phá sang một thể loại dạng khác, mà là bứt phá cái điểm mạnh của mình, cái khả năng của mình đi lên. Nghĩa là phát triển cái thế mạnh của mình hơn. Đó, nó chỉ có đơn giản là như vậy thôi. Cái lúc đầu khi mà đến với Rap Việt là mình cũng có ý định giảm cân rồi. Nhưng mà mình là muốn là vòng 1 là hát bài Bánh Cuốn, là liên quan thân em vừa trắng vừa tròn, là phải hơi béo béo mũm mĩm một tí. Vòng 2 là kiểu cô nàng thị phi nhưng mà vẫn phải hơi nhon nhon một chút thôi. Còn đêm vòng 3 là vòng là cái lúc mình nên là tỏa sáng nhất. Càng ngày cái số cân mình càng giảm đi. Rất là vậy. Thực ra là lúc mà nhận được chủ đề và beat thì lúc đấy là thực ra là có áp lực. Áp lực ở đây là không biết phải làm gì, không biết phải chơi với con beat đấy như nào, bởi vì con beat đấy quá chiến. Con beat đấy thực sự là nó quá chiến đối với một đứa con gái như mình. Nhưng không sao hết, mình đã vượt qua hết tất cả, vượt qua khỏi vùng an toàn của mình luôn. Vòng nào mình cũng vượt qua khỏi vùng an toàn của mình hết, không có vòng nào không cả. Si Chen chả nói gì với em hết. Si Chen, em hỏi Si Chen, Si Chen mới trả lời thôi. Còn nếu mà không hỏi thì Si Chen không trả lời luôn. Buồn lắm. Mọi người hãy cùng đón xem phần trình diễn của Sidey ở vòng bứt phá Rap Việt mùa 2 tại Vion, VChannel, HTV2 các bạn nhé. Bình chọn ngay cho rapper bạn yêu thích của tuần để có cơ hội trúng giải thưởng giá trị đến từ Samsung và các phần quà hấp dẫn. Một giải đặc biệt cùng một điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, một giải tuần tai nghe Galaxy Buds 2. Năm giải thưởng hàng tuần, mỗi giải gồm 1 triệu đồng quà ví điện tử Zalopay, một áo thun, một phụ kiện đến từ Rap Việt. Hãy bình chọn bằng cách tải ứng dụng Vion, nhấn vào nút bình chọn Rap Việt 2021, bắt đầu bình chọn thí sinh bạn yêu thích nhất trong tuần và dự đoán số lượng bình chọn giống bạn. Đừng quên đăng ký ngày ví điện tử Zalopay để nhận ưu đãi 1 triệu đồng và mua gói VIP chỉ với 19.000 đồng. Cổng bình chọn được mở vào 22:30 thứ bảy hàng tuần. Hãy tham gia ngay. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.